Vâng, xin chào tất cả bác đã đến với cửa hàng Em Thành đồ cổ đồ châu Âu trong buổi tối ngày hôm nay các bác nhé. Buổi tối ngày hôm nay thì các bác có nhìn thấy không? Một chồng song tiện đã đi rồi, em dựng ở góc kia các bác, nhưng mà vẫn chưa có thời gian đóng gói được các bác. Ngày hôm nay thì cái đội ngũ kỹ thuật cũng như đội ngũ bán hàng của em hôm nay thì mưa thì mấy anh em lại nghỉ các bác, nên là mai đóng cho các bác cái đống này nhé. Sản phẩm đầu tiên em giao lưu cho các bác nhá. Ngày hôm nay thì em sẽ quay rất là nhanh bởi vì quay xong em đóng hàng rồi còn rất là nhiều việc nữa các bác. Để đóng cho anh em cũng rất là cảm ơn anh em đã ủng hộ em. Cái sản phẩm đầu tiên ngày hôm nay em giao lưu cho các bác với là một chiếc đồng hồ của Đức các bác nhá. Kính của nó kính quả chuông. Con này thì rất là nhiều các bác quan tâm. Ngày trước em có 1-2 con thì bán các bác gần như là tranh nhau chốt đấy các bác. Hôm nay về thêm được con nữa đây các bác. Về hình thức của nó khá đẹp các bác nhé. Vỏ gỗ sồi, thùng dáng thùng đứng, kính phía dưới kính dạo quả chuông, góc cạnh rất đẹp, mặt trên là mặt tròn, mặt này mặt 20 các bác nhé. Đấy, các bác nhìn này, đáy hộp đấy các bác, mặt khá đẹp các bác. Quả lắc đây mà đặc biệt con này nó đánh quả lắc này đẹp xuất sắc. Mình sẽ kéo máy ra cho các bác. Gông đồng này đánh rất hay các bác nhé. Rồng đồng đánh rất hay, khẳng định các bác, máy đẹp neng keng luôn các bác nhá, máy đẹp như mới này. Germany này các bác này, đấy, của Đức các bác nhá. Đấy, đánh 8 thanh rồng đồng các bác. Em sẽ đo kích thước luôn các bác, cái kích thước chiếc đồng hồ này là 80 các bác nhá. Kích thước là 80 và chiều ngang chiếc đồng hồ này là 36 các bác nhá. 80 nhân 36. Và giá em giao lưu sản phẩm này, giao lưu cho các bác với giá rất tốt các bác nhá. Giá sản phẩm này em giao lưu cho các bác 4.800.000 thôi. Con này xuất sắc này. Con này các bác ngày hôm nay các bác mà không làm việc nhanh này là em nó dễ bay mất này. Sản phẩm thứ hai các bác nhá. Sản phẩm thứ hai các bác nhá. Sản phẩm thứ hai để giao lưu các bác đó chính là một chiếc đồng hồ Kenzer các bác ơi, một chiếc đồng hồ Kenzer. Con này thì cái kiểu dáng và kết cấu của nó khá là đẹp các bác nhá. Kiểu dáng của nó kiểu dáng thùng dài các bác, kiểu dáng thùng dài. Kiểu dáng là kiểu dáng thùng dài, kính phía dưới các bác nhá, kính phía dưới là kính mài, kính rào đồng các bạn. Con này thì rất cổ, nó như những cái ô cửa của những cái tòa lâu đài các bác nhá. Mặt con này rất là đẹp, ở trên có cái màu hoa, mặt rất đẹp đấy các bác nhá. Mặt là mặt 18 các bác, mặt là mặt 18 các bác nhìn này, mặt là mặt 18 các bác thấy chưa, mặt 18, mặt cốt đồng tráng bạc rất đẹp. Ở phía dưới là quả nắp này các bác nhá. Em sẽ kéo máy ra cho các bác xem luôn. Máy vàng ươm các bạn, đấy các bác nhìn nữa, máy Kenzer, máy vàng ươm các bác nhé, máy Kenji, máy vàng ươm. Con này đánh 8 thành công, trong đó có 7 thành công thép, 1 thành công đồng bạc các bác nhé. Quá Kenji này các bác này, quá cực đẹp luôn. Em sẽ đo kích thước cho các bác. Kích thước là 77. Ngang sản phẩm này là 32, 77 nhân 32. 77 nhân 32 các bác nhá. Và giá sản phẩm này em sẽ giao lưu cho các bác với một cái mức giá khá là tốt, 77 nhân 32. Sản phẩm này giao lưu con này với giá là 4,3 triệu. Đấy, nguyên bụi các bác nhá, giá nguyên bụi các bác là lau dầu công cho em thêm 350.000 nữa, có bảo hành 2 năm. Một con di các bác ơi, một con di kính rào tháp các bạn, một con di kính rào tháp. Giới thiệu các bác một chiếc đồng hồ dung hang các bác nhá, một chiếc đồng hồ dung hang. Con này con di dung hang các bác nhá, của Đức. Nói Pháp thì người ta nói đến Odo, nói đến Đức thì chắc chắn không thể qua được cái thương hiệu di này rồi các bạn, rất là đẹp các bác nhá. Đấy, các bác có thể nhìn thấy con nắp đây. Nắp niếc các thứ. Mặt vuông các bác nhá, có một chút màu thời gian.
cầm ra thì mình tháo ra được bác. Con này thì vừa về xong các bác nhá. Để em xem ngon. Đây các bạn, con gì các bác nhá, con gì. Con gì mũi tên này các bác này, gì mũi tên. Các nhìn nhá. Gì mũi tên các bạn. Củ công hoa thị các bác nhá, củ công hoa thị đấy các bạn. Em sẽ đo cái kích thước cho các bác luôn. Kích thước của chiếc đồng hồ này là 69 và ngang là 30. Và giá sản phẩm này sẽ giao lưu cho bác một mức giá rất tốt, 4,2 triệu một chiếc đồng hồ Zizhong 2. Vâng, các bác không nghe nhầm, các bác có thể qua trực tiếp tại địa chỉ số 244 Định Công Hoàng Mai, Hà Nội nhé. Hôm nay có một cái con này là ông anh em ông chơi, ông nhờ em bán các bạn, là ông lâu rồi rồi. Đây này, là con này các bác mua là các bác được nâu dầu luôn, bởi vì ông anh ông nâu dầu rồi, ông sẽ bảo hành cho bác là 2 năm luôn. Bên cửa hàng em bảo hành. Các bác có thể nhìn thấy này. Còn đây là một chiếc đồng hồ Mauser của Đức các bác nhá. Một chiếc đồng hồ Mauser của Đức, các bác có thể nhìn thấy đây. Một chiếc đồng hồ Mauser của Đức, các bác nhìn thấy đây ạ. Rất là đẹp các bác nhá, rất là liền nạc. Kính phía dưới là kính mài kim cương, mỗi kính phía dưới là kính mài kim cương các bác nhá. Kính phía dưới là kính mài kim cương, mặt trên là mặt ba tắc Đức các bác nhá, mặt đẹp xuất sắc, tổng bộ sôi các bác. Em sẽ dựng lên để mời các bác nghe chuông. Còn nắp các bác này. Còn. Em sẽ mời các bác nghe chuông luôn. Hết con quá. Con này rất to các bạn. Âm như 36 ấy các bác nhỉ. Chưa khá hay các bác nhé. Con này thì anh cũng sale cho bác thôi, tại vì bác ấy bảo bán rẻ cho bác ấy, lên con Odo. Bác lên con Odo 54. Đấy, cũng sale giá cho các bác thôi. Con này ngày trước bác ấy mua chắc khoảng 5 triệu chưa nấu dầu. Con này đẹp lắm, bác ấy chọn kỹ mà các bác. Các bác này, máy móc đẹp nem keng các bác nhìn này. Anh nhìn nhá. Này đẹp men keng, của mắc đây cũng đẹp men keng, gông dài thướt tha. Đó. Con này thì bác chơi con Odo 54 các bạn, Odo 54 bác chơi con mười mấy triệu.
sẽ đo các bác cái kích thước. Đo các bác cái kích thước của sản phẩm này là 75 và có chiều ngang 75 nhân với 31. Giá giao lưu sản phẩm này 4,3 triệu bao dầu. Này rẻ này các bác này, chốt đi các bác. Sản phẩm tiếp theo giao lưu các bác đó chính là một chiếc đồng hồ Van Dex các bác nhé. Một chiếc đồng hồ Van Dex thùng chùm nho, thùng to đùng các bác. Một chiếc đồng hồ Van Dex thùng chùm nho, thùng to đùng các bác có thể nhìn thấy đây. Hai bên là hai cái chùm nho to đùng các bác nhé. Rất là đẹp, rất là khỏe, kính viền dương, kính mai quy này. Vân đẹp lắm, chùm nho đẹp các bác. Mặt số nổi chrome các bác nhé, mặt số nổi chrome các bác nhìn này, mặt số nổi chrome này. Đấy, quả nắp này. Đấy, mặt đây các bác nhé, các bác nhìn này, mặt này là mặt đời đầu các bác nhé, mặt đời đầu. Đấy, nó sẽ có một chút thời gian các bác nhìn chưa ạ, con này cổ lắm các bác. Máy móc đây, máy móc con này thì thực sự các bác là máy móc con này xuất sắc, máy của nó thì 10 điểm luôn các bác nhé. Các bác nhìn này, còn chưa tháo ra luôn các bác nhìn này. Ốc xanh gì đẹp xuất sắc, đánh 8 thì cũng cồn thép các bạn. Kính trên là kính cong, kính phía dưới là kính mai quy các bạn nhá. Kính trên kính cong, kính phía dưới kính mai quy. Kích thước là 61 và ngang sản phẩm này là 43, 61 x 43. Và giá em sẽ giao lưu sản phẩm này cho các bác với giá là 9,6 triệu các bác nha. Và đẹp này, các bác quan tâm con này cực kỳ đẹp này. Được chưa? Sản phẩm tiếp theo em giao lưu cho các bác một chiếc đồng hồ FFR thùng lúa mì. Các bác nào hỏi em hôm trước là có chiếc đồng hồ FFR nào không ấy, nhưng mà thực sự các bác gọi bất chợt, em không ngồi kho thì thưa bác là em cũng không thể là tìm ngay cho các bác được. Thì hôm trước bác nào hỏi em thì hôm nay thì em sẽ nên cho các bác một con FFR thùng to các bác nhé. Tình trạng đẹp xuất sắc, mặt của nó đẹp xuất sắc, mặt hai nền các bác, kim kim vàng các bác nhé. Đó, FFR Romanet đấy. Hai bên là hai cái chùm lúa mì, ở châu Âu thì lúa mì tượng trưng cho hạnh phúc, tượng trưng cho no đủ các bác nhé. Thùng đẹp, các bác có thể quả nắp đây các bác nhé, quả nắp đây, máy móc đây các bác nhé, máy là máy đời đầu các bác nhé, máy đời đầu. Đấy, vẫn còn con này chắc là chuông đánh rất là to các bạn. Đời này thì em thử xem chuông đánh chưa để em báo các bạn. Đánh 8 thanh côn thép, trong đó có một thanh côn đồng các bạn nhé, 8 thanh 7 thép một đồng. Bên điểm giờ thì nó rất là ngân các bạn. Em sẽ quay các bác. Rất tuyệt vời. Kính phía dưới là kính thủy vàng này các bác này, kính thủy vàng. Sẽ đo kích thước của các bác nha. Kích thước là 56 và ngang của sản phẩm này là 48. 56 x 48.
giá sản phẩm này sẽ giao lưu các bác với giá 5,9 triệu. Thùng to đấy các bác nhá, thùng bè giờ, thùng bè giờ toàn bọn thùng bè giờ nó lên giá các bác. Năm nay thùng bè đúng là năm của thùng bè. Ở đây thì em sẽ giao lưu các bác một cái con ba tạ nhá. Một con ba tạ thì các bác có thể tưởng tượng tạ nó sẽ kiểu như thế nào các bác. Còn em sẽ lấy một cái bộ này, bộ tạ các bác nhé. Đây, có nghĩa là con này ba tạ các bác nhé. Các bác hình dung tạ kiểu này này các bác này, các bác hãy chú ý giúp em này. Em chưa soạn ra được, nó sẽ có ba tạ như thế này các bác nhé. Đấy, đánh 8 gông 8 búa cho bạn là quét các bác nhé. Con này thì có xuất xứ từ Đức các bạn. Mặt kính đây, các bác nhìn này, mặt kính này, Jack Money này, cái số Nam Á này các bác này. Bốn góc là đồng này các bác này. 808 búa. Ở phía dưới là cái đuôi của em nó các bác nhá. Còn nắp đây. Con này thì 15 phút nó đánh chuông một lần nữa các bác. Cái này thì các bác nhìn này, máy nó đẹp lắm, máy nó đẹp lắm các bạn. Này thì em sẽ seal cho các bác nha. Kích thước là 80 và ngang là 26. 80 nhân 26. Sản phẩm này giao lưu các bác với giá 4,9 triệu. Tuyệt vời nhỉ, quá rẻ luôn các bác nào không nắm bắt được cơ hội này mà làm sale. Thực sự là quá thiệt thòi luôn. Một chiếc đồng hồ tạ nê, nhưng mà tạ nê kiểu nói như nào nhỉ các bác nhỉ? Không phải tạ nê của các bác, nhưng mà tạ nê nó kiểu cái con này nó thuộc dạng kiểu tạ nê kiểu dị các bác này, gỗ dày này các bác nhìn này. Máy là máy vẩy cá, máy đẹp xuất sắc này. Con này nó sẽ có hai quả tạ các bác nhá. Nó hai quả tạ, hai quả tạ này thì như đây là sẽ có hai quả tạ dài dài các bác nhá. Nó sẽ có hai quả tạ dài dài, em sẽ kiếm cho các bác sau. Đấy. Ở trên thần Anat này các bác này. Đấy. Con này rất là độc dị đấy. Con này sẽ đo kích thước tạ tuần các bác nhé. Con này sẽ đo kích thước cho bác luôn. 60 size to. 60 nhân với 19. 60 nhân 19. Giá giao lưu sản phẩm này cho các bác với một cái mức giá rất tốt, 3,3 triệu các bác nhá. Sale đấy, nó còn dị như này, 3,3 triệu. Sản phẩm tiếp theo giao lưu các bác đó chính là một chiếc đồng hồ tạ lê đó nhá, tạ tuần. Các bác có thể nhìn thấy đây, con này thì tình trạng nó khá đẹp này, các bác nhìn xích xước này, khá đẹp này, có những cái họa tiết các bác nhìn này, cực kỳ tuyệt vời luôn. Vân lù, con này vân lù các bác nhá, vân lù quan kệ trang chim các bạn. Hôm nay thì em đang ở cái phiên xả hàng các bạn, cái phiên xả hàng. Đấy, các bạn nhìn này, nu đẹp hết các bạn nhé, sai đại các bạn nhé. Máy của nó đây, máy Đức Made in Germany các bạn nhé, các bạn nhìn này, máy Đức Made in Germany các bạn nhìn thấy chưa bạn? Đấy, thấy chưa? Sẽ đo kích thước cho các bạn luôn. Nu bình thường là nó khoảng đắt phết đấy, kích thước là 66 và ngang sản phẩm này là 24. Sáu sáu nhân 24. Em sẽ giao lưu sản phẩm này
giao lưu với các bác một cái mức giá rất tốt, 3,3 triệu các bác nhé, nguyên bụi 3.300.000 một con nu như này, các bác không nghe nhầm đó, 3.300.000 đồng. Sản phẩm tiếp theo giao lưu cho các bác một chiếc đồng hồ thùng, thùng con này quá đẹp luôn, vân con này quá đẹp luôn, các bác về lắp ô đô đeo thì vào đây thì chấm hết này, và con ghi đốt có kim các bác nhá, nhưng mà nó vừa về xong. Thú thực của các bác là hôm nay tranh thủ quay đây thùng, các bác mà nắp ghi đốt vào thì quá đẹp luôn, cùng nó vân đấy, các bác nhìn này, vân này, các bác nhìn cái đường vân của nó, cái đường vân của nó khá là đẹp. Kính phía dưới là kính kiểu và chám, mặt trên mặt 20, con này thì cùng đời với ô đô 36 các bác nhá. Máy đây, còn là con di rốt các bạn, con di rốt vào đây ạ, con di rốt các bạn này khá là đẹp. Này bác nào chơi con này mới đẹp này, bác nào chơi con này mới đẹp, còn thùng to 70 ngang 40. Giao lưu các bác sản phẩm này với giá 7,3 triệu. Thùng con này thùng đẹp đấy, thùng kiểu cùng đời ô đô đấy các bác. Không biết các bác em hôm nay giới thiệu vội, không biết là các bác nắm được cái tình hình của em nó không, nhưng con đi đẹp. Bác một trong những sản phẩm ghi rốt các bạn nhé, một trong những sản phẩm ghi rốt. Cái này thì thùng kiểu thùng bom bê các nhé, thùng to lắm, thùng to nặng, các bạn nhìn bản nề này, thùng bom bê, thùng to nặng lắm, mặt là mặt vuông các nhé, kính phía dưới các bác là kính mài thủy các bạn nhé, rất là đẹp. À, mặt của nó rất là dị, mặt của mặt nghệ thuật các bạn nhé, quả nắp thì sáng quắc các bạn, quả nắp sáng quắc. Còn cả giấy tờ đây, tay cầm đây các bạn, tay cầm ở đây này. Các bạn thấy chưa? Máy đây, máy ghi rốt các bạn nhá, máy ghi rốt. Đánh củ gông thì ở đây có 8 thanh gông, 7 thép, 1 đồng bạc. Kích thước sản phẩm này là 73 và ngang 73, ngang sản phẩm là 43. Giá giao lưu sản phẩm này giao lưu các bác với giá 4,9 triệu, giá cực kỳ tuyệt vời, 4.900.000 các bác không mua được ở đâu con như thế này to đấy. Giao lưu bác một chiếc đồng hồ cũng thùng gỗ thịt nữa, thùng to, thùng gỗ thịt, thùng to của hãng Kenzer coi nhá. Con này một trong những phiên bản cao cấp đấy các bác, kích thước của nó là 73 và ngang của chiếc đồng hồ này là 40, 73 x 40. Kính phía dưới là kính trắng. Màn mặt 20 luôn nhá. Rất nhiều các gọi điện. Mặt đây, máy vàng ươm, nói nhá, máy vàng ươm. Đánh 8 thanh gông, trong đó có 7 thép, 1 thanh gông đồng bạch các bạn. Thùng con này thùng gỗ thịt rất đẹp. Giao lưu sản phẩm này các bác với giá 4,5 triệu, con này các bác chơi rẻ này, con này cực rẻ luôn. Thùng của nó nu nu này, con này vân sụn đẹp, giá 4,5 triệu, tội gì không chơi. Như vậy em xin phép được kết thúc phiên ngày hôm nay tại đây, một lần nữa cảm ơn các bác đã theo dõi ạ.